Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch gì giúp Việt Nam chống lại sức ép của Trung Quốc? Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị có chuyến thăm tới Việt Nam. Đằng sau cái bắt tay chớp nhoáng và những nghi thức trang trọng có thể là những toan tính chiến lược mà cả thế giới phải nín thở chờ đợi. Tại sao Việt Nam, một quốc gia nhỏ bé nhưng lại có vị trí địa chiến lược quan trọng bậc nhất khu vực, lại được chọn làm điểm đến sớm như vậy trong lịch trình của Trump? Khi bước chân của vị Tổng thống này đặt xuống Hà Nội, Bắc Kinh chắc chắn sẽ cảm nhận được sức nóng từ cả hai hướng. Bởi lẽ, trong bối cảnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Trung, mỗi nước cờ của Washington đều được tính toán tỉ mỉ nhằm đẩy lùi tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Liệu Bắc Kinh sẽ phản ứng thế nào khi thấy quốc gia láng giềng Việt Nam, vốn nằm trong phạm vi ảnh hưởng truyền thống, giờ đây đang dần ngả về phía đối thủ của họ? Những động thái này sẽ đẩy căng thẳng khu vực lên đỉnh điểm ra sao? Một cuộc đối đầu đầy kịch tính đang chờ đợi phía trước, và chúng ta sẽ không rời mắt khỏi những diễn biến tiếp theo. Truyền thông trong nước đưa tin, Tổng bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Theo đó, phía Việt Nam có mời tân Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam. Ông Trump đã chính thức nhận lời thăm lại Việt Nam và chuyến thăm sẽ củng cố thêm quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Việt, đặc biệt trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang là trọng tâm chiến lược của Mỹ để đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Quan hệ chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Mỹ có thể giúp Việt Nam nhận được sự hỗ trợ về quốc phòng và an ninh, nhất là trong các vấn đề về Biển Đông, và điều này sẽ gây áp lực lên Trung Quốc trong khu vực. Dù vậy, sự xuất hiện của Trump ở Việt Nam sẽ tạo cảm giác bao vây đối với Trung Quốc, bởi Việt Nam và các nước Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng. Một chuyến thăm chính thức từ Trump có thể khiến Bắc Kinh lo ngại về một liên minh rộng hơn nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc, làm tăng áp lực ngoại giao lên Bắc Kinh. Dưới thời Trump, Mỹ có thể tập trung phát triển chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc để tránh phụ thuộc vào Bắc Kinh. Do đó, Việt Nam có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Mỹ muốn đầu tư và mở rộng sản xuất. Điều này có thể gây tổn thất cho Trung Quốc khi các công ty đa quốc gia dịch chuyển sản xuất sang các nước khác. Nếu Trump thực hiện chuyến thăm và cam kết hỗ trợ an ninh cho Việt Nam, thì điều này có thể khuyến khích các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á củng cố quan hệ với Hoa Kỳ, tăng cường đoàn kết để đối trọng với Bắc Kinh. Điều này có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Trung Quốc tại ASEAN và làm phức tạp thêm tình hình chính trị khu vực. Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên, chính quyền Trump đã theo đuổi một chính sách đầy tham vọng đối với Việt Nam, tập trung vào việc tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng và chiến lược nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên, không phải lúc nào mối quan hệ này cũng suôn sẻ. Mặc dù thúc đẩy thương mại song phương, Trump không ít lần thể hiện sự không hài lòng khi Việt Nam liên tục duy trì thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Năm 2019, trong một phát biểu gây chấn động, Trump từng gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ hơn Trung Quốc. Tuyên bố này không chỉ phản ánh quan điểm kinh tế nước Mỹ trên hết của ông, mà còn cho thấy cách Trump thường chỉ trích các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, coi đây là hành vi lợi dụng sự chênh lệch trong hệ thống thương mại quốc tế. Với Trump, con số thâm hụt thương mại không đơn thuần là dữ liệu kinh tế, mà là bằng chứng của một trò chơi không công bằng. Vậy thặng dư thương mại là gì và tại sao nó lại gây nhiều tranh cãi đến thế, thưa quý vị? Đây là tình trạng khi một quốc gia xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, tức là bán ra nước ngoài nhiều hơn số lượng hàng hóa và dịch vụ mà họ mua vào. Đối với Việt Nam, việc duy trì thặng dư thương mại lớn với Mỹ đồng nghĩa với việc tận dụng hiệu quả cơ hội từ thương mại quốc tế, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập từ xuất khẩu. Nhưng từ góc nhìn của Mỹ, đặc biệt là dưới thời Trump, thì điều này có thể đe dọa ngành sản xuất nội địa và ảnh hưởng đến việc làm của người lao động Mỹ. Điều đáng nói là trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang, nhiều công ty quốc tế đã di rời cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm né tránh thuế quan của Mỹ. Sự dịch chuyển này khiến mức thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam ngày càng tăng cao. Với Trump, đây là bằng chứng cho thấy Việt Nam đang đi đường tắt để hưởng lợi từ cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung. Thưa quý vị, một chi tiết quan trọng nhưng ít được chú ý là trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Trump chưa bao giờ chính thức công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Điều này có tác động lớn đến mối quan hệ thương mại song phương, đặc biệt là khi Washington tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về thâm hụt thương mại và bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ. Việc Mỹ không công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường đầy đủ theo tiêu chuẩn quốc tế đã mang lại nhiều hệ lụy. Trong các vụ kiện chống bán phá giá, thay vì dựa vào giá cả nội địa của Việt Nam để xác định giá trị thị trường, Mỹ có thể so sánh giá cả của Việt Nam với giá tại một quốc gia thứ ba có nền kinh tế tương đồng. Điều này khiến các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn hơn trong việc chứng minh rằng sản phẩm của họ không bán phá giá tại Mỹ, làm tăng nguy cơ bị áp thuế. Hệ quả là gì? Các sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam phải đối mặt với chi phí gia tăng và khả năng cạnh tranh giảm sút trên thị trường Mỹ. Và đó mới chỉ là một thách thức. Thách thức thứ hai là chính quyền Trump sẽ áp dụng nhiều chính sách bảo hộ thương mại, bao gồm áp thuế cao và các biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa nước ngoài. Một số mặt hàng của Việt Nam như thép và nhôm đã bị áp thuế chống bán phá giá.
gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại Biển Đông, Việt Nam đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức. Dưới thời Donald Trump, Mỹ đã coi Việt Nam là một đối tác chiến lược quan trọng, đặc biệt trong nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực này. Tuy nhiên, việc thắt chặt quan hệ với Washington không phải là một quyết định dễ dàng khi Hà Nội luôn phải cân bằng một cách khéo léo giữa hai siêu cường. Hợp tác sâu rộng hơn với Mỹ chắc chắn mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Những điều này đồng thời có thể khiến Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ hơn, đẩy căng thẳng khu vực lên cao. Bắc Kinh vốn luôn nhạy cảm với sự hiện diện của Mỹ ở Đông Nam Á, có thể gia tăng sức ép về kinh tế hoặc quân sự để phản đối bất kỳ động thái nào mà họ cho là làm suy yếu lợi ích của mình. Chúng ta biết rằng Trump và đội ngũ của ông coi Việt Nam là một đối tác chiến lược trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc. Các chuyến thăm cấp cao, bao gồm việc đón tiếp các lãnh đạo Việt Nam tại Nhà Trắng và tăng cường các chuyến thăm của tàu chiến Mỹ tới Việt Nam, đã củng cố quan hệ quân sự giữa hai nước. Trump mộ mạnh mẽ lập trường của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi tại Biển Đông. Chính quyền Trump đã tăng cường các hoạt động tuần tra tự do hàng hải và củng cố các liên minh ở khu vực, trong đó có Việt Nam, nhằm ngăn chặn các yêu sách quá mức của Trung Quốc trong khu vực này. Chính sách này có thể sẽ tiếp tục hoặc được điều chỉnh để phản ứng với tình hình mới dưới nhiệm kỳ Trump 2024, với trọng tâm vẫn là việc hợp tác cùng các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam để cân bằng sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Cho nên, việc tân Tổng thống Mỹ tới thăm lại Việt Nam sẽ mang tới cả cơ hội và thách thức đối với Hà Nội. Đồng thời, nó là một lời cảnh báo mạnh mẽ tới Bắc Kinh về sự khôi phục lại chính sách chống Trung Quốc một cách toàn diện. Khi ông Donald Trump tái đắc cử, cục diện quan hệ quốc tế có thể chứng kiến những bước chuyển mình đáng kinh ngạc đi chậm chậm. Nga và Triều Tiên, hai quốc gia vốn thường đối đầu với phương Tây, có khả năng sẽ xích lại gần Mỹ hơn nhờ mối quan hệ cá nhân mà Trump đã xây dựng với Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong-un trong nhiệm kỳ trước. Cả Moscow lẫn Bình Nhưỡng đều nhận thấy cơ hội cải thiện quan hệ với Washington, nhất là khi họ có những lợi ích chung có thể đem ra bàn đàm phán. Tuy nhiên, với Trung Quốc thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt. Triều Tiên từ lâu đã có quan hệ lạnh nhạt với Bắc Kinh, còn Nga thì ngày càng lo ngại trước sự trỗi dậy của Trung Quốc cả về kinh tế lẫn quân sự. Trong trường hợp phải lựa chọn, cả Nga và Triều Tiên đều có thể xem xét việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc để hướng đến hợp tác với Mỹ. Đây sẽ là một cú sốc lớn cho Bắc Kinh, bởi hai đồng minh truyền thống này từ lâu vẫn được xem là những lá bài quan trọng chiến lược trong khu vực của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với thách thức lớn khi trở thành đối thủ chính trong cuộc đối đầu toàn diện với Mỹ. Nếu Trump nắm bắt cơ hội, Washington có thể tận dụng tình hình để đẩy sức ép trên mọi mặt trận, từ thương mại, công nghệ đến quân sự hay ngoại giao. Ngày 13 tháng 11, mạng xã hội X bùng nổ với loạt video lan truyền nhanh chóng ghi lại một sự kiện độc nhất vô nhị tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khoảng 200.000 sinh viên đại học từ Trịnh Châu đã cùng nhau đạp xe đến Khải Phòng, biến những con đường thành một biển xe đạp khổng lồ. Các sinh viên này đã di chuyển quãng đường khoảng 50 km trong đêm và hành trình này được cho là kéo dài khoảng 5 giờ. Được tổ chức tự phát, chuyến đi nhằm biểu lộ tinh thần tuổi trẻ và sự phấn khích khi thể hiện sự tự do trong cuộc sống. Đối với người dân Khải Phòng, cảnh tượng này là một hiện tượng đặc biệt. Khi sáng hôm sau, thành phố gần như bị chiếm đóng bởi hàng loạt những chiếc xe đạp nều. Một video khác cũng khá thú vị liên quan đến trào lưu phát họa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump của giới họa sĩ trẻ Trung Quốc. Cũng giống như vào năm 2021, nghệ sĩ Trung Quốc Hồng Kim Thạch đã tạo ra một bức tượng độc đáo kết hợp hình ảnh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và bây giờ là Tổng thống đắc cử với trang phục đạo gia trong tư thế thiền định. Bức tượng truyền tải thông điệp về sự tĩnh lặng, về người mang lại sự bình an thay vì chiến tranh loạn lạc. Tất cả những điều này nói lên một sự thật, đó là hiện tượng Trump đã truyền cảm hứng về giá trị chân chính của tự do, dân chủ và nhân quyền. Câu chuyện tái đắc cử của ông đang trở thành một động lực để giới trẻ vươn tới giá trị phổ quát mà họ vẫn mong muốn tìm thấy. Có thể sự thay đổi sẽ chưa diễn ra ngay, nhưng nó sẽ tiếp tục nhen nhóm trong tâm trí giới trẻ Trung Quốc. Họ nhận ra rằng mình cũng có thể tìm thấy giá trị đó ở chính quốc gia đang sinh sống, chứ không phải là một nơi xa xôi nào đó. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới một quả bom tấn đã kích nổ dư luận Mỹ. Tác giả của nó là tỷ phú Elon Musk, trợ thủ đắc lực của ông Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống 2024 vừa qua. Ngày 12 tháng 11, Elon Musk chia sẻ video chỉ trích chính quyền Biden của Jeffrey D. Sachs, nhà kinh tế và giám đốc trung tâm phát triển bền vững tại Đại học Columbia về vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine. Nó đã tạo ra sự chú ý đáng kể trong bối cảnh chính trị hiện tại. Trong video này, Jeffrey D. Sachs đã đưa ra những quan điểm đáng suy ngẫm về nguồn gốc và bản chất của cuộc xung đột Ukraine. Ông cho rằng cuộc chiến phản ánh sự căng thẳng lớn hơn giữa NATO và Nga nổi nạt. Theo ông, cuộc khủng hoảng này là kết quả của xung đột địa chính trị sâu sắc, được thúc đẩy bởi việc NATO mở rộng về phía đông từ thập niên 1990. Ông cho rằng, Nga coi sự mở rộng này, đặc biệt là khi NATO kết nạp các quốc gia thuộc Liên Xô cũ,
như một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của mình. Trong phân tích của mình, Sachs nhấn mạnh rằng mặc dù phương Tây nhìn nhận xung đột như một cuộc xâm lược vô cớ từ phía Nga, Nga lại xem đó là hành động phòng vệ chống lại sự xâm lấn của NATO. Ông đã chỉ ra rằng Nga đã nhiều lần phản đối việc NATO mở rộng tới Ukraine và rằng lãnh đạo phương Tây lẽ ra phải nhận thức được nguy cơ dẫn đến xung đột khi NATO tiếp tục mở rộng. Ông cho rằng việc phương Tây xem nhẹ các mối quan ngại an ninh của Nga là một yếu tố gây ra tình trạng hiện nay và có lẽ những thỏa thuận an ninh có tính đến quan điểm của Nga có thể đã ngăn chặn được cuộc chiến này. Ngoài ra, Sachs cũng chỉ trích cách phản ứng của phương Tây đối với cuộc khủng hoảng, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Nga và việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông cho rằng các hành động này làm gia tăng bạo lực và cũng nguy cơ leo thang xung đột. Ông cũng kêu gọi các giải pháp ngoại giao để chấm dứt khủng hoảng, nhấn mạnh sự cần thiết của đàm phán nhằm bảo vệ cả chủ quyền của Ukraine và các mối quan ngại an ninh của Nga. Bên cạnh đó, Sachs đã đưa ra những chỉ trích nặng nề về cách tiếp cận của chính quyền Biden trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm vì không giải quyết được những quan ngại an ninh của Nga và thay vào đó lại thúc đẩy căng thẳng. Ông cho rằng chính quyền Biden cũng như các chính quyền đảng Dân Chủ trước đó đã thúc đẩy NATO mở rộng về phía đông tới gần hơn biên giới Nga và chính điều này đã khiến Nga phản ứng mạnh mẽ. Sachs chỉ trích chính quyền Biden vì đã không sử dụng ngoại giao đủ mạnh để giảm căng thẳng và thay vào đó lại chọn cách cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông cho rằng sự hỗ trợ này không những không giảm bớt xung đột mà còn thúc đẩy cuộc chiến kéo dài và tăng thêm căng thẳng, đẩy Ukraine vào một cuộc xung đột toàn diện với Nga. Chính quyền Biden đã áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Nga với hy vọng làm suy yếu khả năng tài chính của họ. Sachs cho rằng các biện pháp này chỉ gia tăng sự cô lập của Nga và không dẫn đến giải pháp hòa bình, mà ngược lại còn khiến Nga kiên quyết hơn trong việc duy trì quan điểm của mình. Ông cho rằng Mỹ đã không hiểu hết sự nhạy cảm của Ukraine đối với Nga ngay trực. Ukraine với vị trí chiến lược ở biên giới Nga đóng vai trò then chốt trong quan điểm an ninh của Nga. Theo ông, việc không công nhận điều này và thúc đẩy Ukraine xích lại gần phương Tây đã khiến Nga cảm thấy cần phải phản ứng để bảo vệ an ninh quốc gia. Vấn đề nằm ở chỗ, Musk, người đóng vai trò tích cực trong sự thành công của chiến dịch tranh cử của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, lại đăng tải video này. Hành động này của Musk có thể làm tăng sự hoài nghi về vai trò của Mỹ trong xung đột quốc tế, nhất là từ những tiếng nói bảo thủ và các nhóm độc lập. Việc Musk chia sẻ nội dung này có đặt dấu ấn mạnh mẽ trong việc công khai đứng về phía các tiếng nói chỉ trích chính sách đối ngoại của Biden, đặc biệt là trong vấn đề Ukraine và Nga. Động thái này có thể tác động đến nhận thức của công chúng về cam kết của Mỹ trong các xung đột quốc tế và hướng đi tương lai của chính sách đối ngoại. Vấn đề nằm ở chỗ, Tổng thống Biden sẽ tiếp tục thúc đẩy viện trợ cho Ukraine trong 2 tháng tới trước khi rời nhiệm sở. Điều này đã được cố vấn của ông xác nhận. Và điều này đã khiến nhiều người tự đặt ra câu hỏi là tại sao chính quyền Biden lại thể hiện sự nghiêm túc như vậy. Trên thực tế, đã tồn tại rất nhiều cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền tại Ukraine, đặc biệt là giữa các tài phiệt Mỹ và các chính trị gia. Những cáo buộc này đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine và các mối quan hệ giữa Ukraine với Mỹ. Một trong những cáo buộc lớn là sự tham gia của các doanh nhân Mỹ, đặc biệt là những người có mối quan hệ thân thiết với chính quyền và các hoạt động kinh tế và tài chính tại Ukraine. Một ví dụ điển hình là sự tham gia của Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, trong hội đồng quản trị của công ty năng lượng Burisma, một công ty Ukraine bị cáo buộc có liên quan đến các vụ tham nhũng và rửa tiền. Công ty này đã bị cáo buộc có tiền sử tham nhũng và rửa tiền trong quá khứ. Các đối thủ chính trị của ông Biden, đặc biệt là từ đảng Cộng hòa, đã chỉ trích việc Hunter Biden nhận hàng triệu đô la để làm việc cho Burisma, mặc dù không có bằng chứng cụ thể cho thấy Hunter Biden đã tham gia vào các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Burisma và các cá nhân quyền lực của Mỹ đã làm dấy lên nghi ngờ về sự minh bạch trong các giao dịch tài chính của công ty này. Ukraine cũng đã bị chỉ trích là một quốc gia có hệ thống tài chính yếu kém, nước này đã đối mặt với các vấn đề tham nhũng nghiêm trọng trong suốt nhiều năm. Mặc dù chính phủ Ukraine và các tổ chức quốc tế đã thực hiện các biện pháp cải cách, nhưng tham nhũng vẫn tồn tại trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các giao dịch kinh tế lớn và các khoản viện trợ quốc tế. Các công ty có thể sử dụng những kẽ hở trong hệ thống tài chính để chuyển tiền ra nước ngoài qua các công ty bề mặt ở Ukraine để thực hiện các giao dịch rửa tiền hoặc các hành vi tài chính mờ ám khác. Một số nhà phân tích cho rằng việc cung cấp viện trợ cho Ukraine không chỉ nhằm mục đích hỗ trợ quân sự, mà còn có thể nhằm duy trì và phát triển các lợi ích kinh tế cho một số doanh nghiệp và cá nhân có liên kết với chính trị Mỹ. Việc một số cá nhân có liên quan đến chính trị Mỹ tham gia vào các công ty lớn ở Ukraine khiến nhiều người nghi ngờ về sự trong sáng của các cuộc giao dịch tài chính này. Các chính trị gia đối lập, như trong Đảng Cộng Hòa, đã sử dụng các cáo buộc này để chỉ trích chính quyền Biden và kêu gọi điều tra nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan. Nhiều nhà phân tích và đối thủ chính trị của chính quyền Biden đã chỉ trích việc cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine mà không có sự kiểm soát minh bạch về cách thức các khoản tiền này được sử dụng.
họ cho rằng các khoản viện trợ này có thể bị lợi dụng để hỗ trợ cho các tổ chức có liên quan đến các giao dịch tài chính mơ ám. Nếu sâu chuỗi toàn bộ các sự kiện, chúng ta có thể nhận ra một vai trò không hề nhỏ của chính quyền Biden trong việc khơi mào cuộc chiến ở Ukraine. Dưới lớp vỏ bọc của việc bảo vệ một nền dân chủ non trẻ, mục tiêu thực sự dường như là những lợi ích ngầm phía sau, bất chấp cái giá phải trả là sinh mạng của hàng ngàn người vô tội. Giờ đây, khi Nhà Trắng đổi chủ, viễn cảnh về một chính sách đối ngoại hoàn toàn khác đang dần hiện rõ. Donald Trump, nếu trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025 một cách thuận lợi, có thể sẽ áp dụng chiến lược thực dụng hơn, tập trung vào việc dập tắt ngọn lửa chiến tranh Nga-Ukraine. Nhiều khả năng, ông sẽ gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine Zelensky phải nhượng bộ một số điểm, đồng thời cũng yêu cầu Tổng thống Nga Putin làm điều tương tự để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Nếu Trump thành công trong việc hạ nhiệt cuộc xung đột, điều này không chỉ giúp ổn định khu vực Đông Âu mà còn xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, một liên minh mới đầy bất ngờ đang hình thành khi mà ông Putin và ông Kim Jong-un ngày càng thân thiết với nhau hơn. Sự hợp tác này có thể đặt ra những thách thức mới, thế nhưng nó cũng mở ra cơ hội để Washington tập trung toàn lực đối phó với Trung Quốc, đối thủ lớn nhất trong cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu của họ. Liệu sự chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng có đánh dấu bước ngoặt trong cách tiếp cận các điểm nóng toàn cầu hay không? Và liệu chiến lược của Trump có đủ sức tái định hình trật tự thế giới, đưa Mỹ trở lại vị thế dẫn dắt mà không cần sa lầy vào những cuộc chiến dai dẳng hay không? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ và mọi ánh mắt đang đổ dọc tuần trong những tháng tới. Chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã diễn ra được gần 3 năm. Thế nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ sau ngày 7 tháng 11 năm 2024. Giờ đây, người ta bắt đầu ít quan tâm đến diễn biến ngoài chiến trường, mà thay vào đó là trên bàn đàm phán. Vấn đề được chú ý nhiều nhất chính là cuộc gặp mặt giữa Donald Trump và Vladimir Putin để bàn về vấn đề Ukraine, khi nào sẽ xảy ra, hay nói cách khác, để giải quyết vấn đề Ukraine, người ta cần một hội nghị thượng đỉnh. Điều này càng được khẳng định khi giới chức của cả hai bên đều đã gợi ý về việc hai bên sẽ gặp mặt sớm trong tương lai. Địa điểm được quan tâm nhiều nhất chính là Việt Nam. Vậy liệu hội nghị thượng đỉnh có khả năng diễn ra tại Việt Nam hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Chỉ vài giờ sau khi có kết quả chiến thắng áp đảo trước đối thủ Kamala Harris vào chiều ngày 5 tháng 11 năm 2024, trong bài phát biểu với người ủng hộ ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Trump đã nói, chúng ta không có chiến tranh ngoại trừ cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tôi sẽ không phát động một cuộc chiến nào cả. Tôi sẽ ngăn chặn mọi cuộc chiến tranh, dù không biết liệu có thỏa thuận gì hay không. Ngay sau đó, đã có một số nguồn tin cho biết rằng Điện Kremlin đã đánh tiếng về vấn đề đàm phán và hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov rằng tôi không thể tưởng tượng rằng ông Trump sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng đó như thế nào. Chúng ta hãy cùng chờ đợi các đề xuất của ông ấy. Nga liên tục nhấn mạnh rằng bất kỳ chính trị gia nào tuyên bố họ ủng hộ hòa bình thay vì xung đột thì người đó luôn xứng đáng được chú ý. Tuy nhiên, chúng tôi không biết chính xác những gì sẽ được đề xuất mà nó lập trường của Moscow đã được Tổng thống Putin nói rõ vào ngày 14 tháng 6 năm 2024. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay Moscow và Washington đang trao đổi tín hiệu về Ukraine thông qua các kênh kín. Vị quan chức này không nêu rõ liệu cuộc trao đổi đó được thực hiện với chính quyền hiện tại hay với ông Trump và các thành viên trong chính quyền sắp tới. Nếu nhìn vào tiền lệ, đây là một kịch bản khá quen thuộc để chuẩn bị cho một cuộc đàm phán và gặp mặt trực tiếp giữa hai bên. Vấn đề bây giờ là gặp mặt ở đâu? Nghe thì có vẻ dễ, nhưng nó cũng giống như kiểu là em ăn gì cũng được. Họ cần một nơi phải đủ sự trung lập về chính trị, về kinh tế và đối ngoại, đảm bảo an ninh cũng như có đủ nguồn lực tổ chức sự kiện. Nói chung thì đây giống như một phiên bản chính trị của World Cup hay Olympic vậy. Những sự kiện này không thúc đẩy du lịch, nhưng nó mang ý nghĩa khẳng định vị thế quốc gia, chính sách đối ngoại và uy tín quốc tế của nước chủ nhà. Mới đây thì Thụy Sĩ và Hungary đã đánh tiếng là họ sẵn sàng làm địa điểm tổ chức đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ. Tuy nhiên, thì cả Nga và Mỹ lại đang tỏ ra không mặn mà về sự trung lập hiện tại của hai quốc gia này. Cùng lúc đó, khi ông Konstantin Sukhovekov, thành viên Hội đồng các vấn đề quốc gia Nga, nhận định rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có thể tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một bài phát biểu gần đây tại Sochi, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại toàn diện với Mỹ, nhưng nhấn mạnh sáng kiến này phải đến từ Washington. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 15 tháng 11 cần có những cân nhắc cụ thể về địa điểm tổ chức một cuộc đối thoại như vậy. Ông Konstantin Sukhovekov, giám đốc chương trình tại Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga, nhận định rằng thượng đỉnh Nga-Mỹ khả năng lớn là có thể diễn ra tại Việt Nam, chắc chắn sẽ không phải Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Ấn Độ cũng có thể là ứng cử viên phù hợp. Tuy nhiên, thì cũng có khả năng lớn là cuộc gặp có thể diễn ra tại Việt Nam hoặc một quốc gia châu Phi, chẳng hạn như Ai Cập, Nam Phi hoặc Brazil, vị chuyên gia này nói. Nói chung, thì phía Nga đánh giá khá cao khả năng tổ chức các hội nghị thượng đỉnh của Việt Nam.
dựa trên tiền lệ trong quá khứ, khi Việt Nam đã tổ chức thành công APEC 2017 và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều 2018, ông Trump và ông Putin cũng từng gặp nhau tại Việt Nam khi đến thành phố Đà Nẵng dự hội nghị cấp cao APEC năm 2017. Theo mô tả của báo chí, tại lễ đón chính thức của hội nghị, ông Trump đã chủ động đến bắt tay, trò chuyện và đứng cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trên bục chụp ảnh. Một năm sau, vào năm 2018, thủ đô Hà Nội đăng cai hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều lần thứ hai, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thủ đô Việt Nam được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Tại Việt Nam, công chúng đã được chứng kiến hình ảnh ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dạo bộ trò chuyện trong vườn khách sạn Metropole. Các chuyên gia nhận định rằng sở dĩ Mỹ và Triều Tiên khi đó chọn Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai là vì đất nước hình chữ S là biểu tượng cho một tiến trình bước qua chiến tranh, khép lại quá khứ, mở cửa hội nhập và phát triển tiến lên. Liên quan tới việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin, quan chức phụ trách báo chí của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, ông Nikolai Vedaev, nói với tờ Isvestia của Nga rằng Bern sẵn sàng đăng cai. Theo truyền thống, chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ luôn tập trung vào việc trở thành trung gian bất cứ khi nào cả hai bên đồng ý, ông Vedaev nói. Tuy nhiên, tờ Isvestia cho biết Moscow vẫn hoài nghi về sự trung lập của Bern khi nước này ủng hộ các lệnh trừng phạt của Nga và hợp tác với các nước NATO. Bên cạnh đó, ông Sukhovekov cũng loại trừ khả năng hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Hungary do tư cách thành viên Liên minh châu Âu của nước này. Trong khi đó, chuyên gia về các vấn đề Mỹ Igor Pesenich lưu ý rằng cần thực hiện công tác chuẩn bị đáng kể ở cấp cơ quan về chính sách đối ngoại trước khi một hội nghị thượng đỉnh ở cấp tổng thống có thể diễn ra. Ông nhấn mạnh rằng khi lựa chọn một quốc gia để tổ chức hội nghị thượng đỉnh như vậy, vấn đề an ninh cần phải được ưu tiên hàng đầu vì không phải quốc gia nào cũng có đủ khả năng tổ chức một sự kiện quan trọng tương tự mà vẫn ngăn chặn được mọi nguy cơ về an ninh. Tóm lại, giờ đây việc đàm phán là chắc chắn và đây là câu chuyện của các chủ đầu tư. Với uy tín của Việt Nam trong việc tổ chức các hội nghị cấp cao thì không cần phải bàn cãi nữa. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi liệu các đại diện của Ukraine có tới tham dự không đần. Theo quan điểm của kênh, khả năng Tổng thống Zelensky sẽ tới là rất thấp, mà thay vào đó có lẽ chỉ có các đoàn quan sát. Cơ bản, điều này khá giống với thỏa thuận dầu hòa giữa Mỹ và Taliban vào năm 2020. Đây là một thỏa thuận đơn phương, theo đó Taliban sẽ trao trả tù binh và ngừng bắn, đổi lại Mỹ và NATO sẽ đơn phương rút quân khỏi Afghanistan và không còn can dự vào nước này nữa. Tương tự, chúng ta cũng có thể hiểu rằng một thỏa thuận như vậy có thể xuất hiện ở cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và Nga, khi Mỹ có thể thỏa thuận với Nga để đơn phương rút khỏi các vấn đề liên quan tới Ukraine hoặc đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Theo Thượng nghị sĩ Vance, người được ông Trump đề cử trước làm phó tổng thống, kế hoạch kết thúc chiến sự của ông Trump gồm hai nội dung chính. Trong đó, nội dung thứ nhất là thiết lập một vùng phi quân sự và cách ông Trump xử lý vấn đề này có thể bao gồm việc tạo ra một khu phi quân sự trên phần lãnh thổ Ukraine hiện đang do Nga chiếm giữ. Ukraine sẽ duy trì nền độc lập của mình bằng việc chấp nhận đảm bảo trung lập, nghĩa là Ukraine sẽ không gia nhập khối quân sự NATO hoặc những thể chế liên minh khác trong ít nhất 20 năm tới. Thứ hai là thiết lập ra một khoảng giám, không chấp nhận tổn thất sinh mạng của người Mỹ. Nói một cách dễ hiểu, đây là thay đổi cách đánh giá và tiếp cận cuộc chiến. Dưới thời ông Joe Biden, các phương tiện truyền thông và chính phủ thì gọi đây là một cuộc xâm lược của Nga. Còn ông Trump thì cho rằng Nga không nên phát động chiến dịch quân sự, nhưng bản thân Ukraine thì cũng có nhiều vấn đề. Theo ông Trump, nước Mỹ đang chi quá nhiều tiền cho một kịch bản mà Ukraine sẽ đánh bại Nga, điều mà ông cho rằng đến chính những người Ukraine cũng còn chẳng có niềm tin. Thay vào đó, ông cho rằng nước Mỹ sẽ không can dự vào Ukraine, không khoản đầu tư nào và đặc biệt là sẽ không có sự hiện diện của người Mỹ tại Ukraine. Tóm lại, kế hoạch của ông Trump gần như là đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề ra trước đó. Nếu có một cuộc thỏa thuận, hay là đúng hơn là một cuộc mặc cả giữa Nga và Mỹ, thì Ukraine có lẽ sẽ chỉ đóng một vai trò như một quân cờ và một túi hàng để họ trả giá với nhau mà thôi. Cho nên, dù có đến hay không thì cũng chẳng quan trọng. Còn về Việt Nam, nếu tổ chức thành công sự kiện này, thì nó sẽ tạo ra một điểm nhấn vững chắc hơn nữa cho vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế như một quốc gia trung lập thực sự, chứ không phải chỉ lời nói suông. Về mặt ngoại giao, cả Nga và Mỹ đều là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Về mặt lịch sử, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy khả năng gác lại quá khứ, hướng tới tương lai và cùng nhau phát triển. Còn với Nga, thì đây là một mối quan hệ bền chặt đã qua thử lửa, thể hiện tinh thần bạn bè thân thiết và năng đến thăm nhau. Đồng thời, qua đó cũng nêu cao tinh thần trân trọng bạn bè truyền thống, không vì vật đổi sao rời mà thay lòng đổi dạng, có mới nơi cũ. Đồng thời, đây cũng là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy độc lập tự cường thực sự là gì. Đồng thời cũng cho thấy ngoại giao cây tre, ngoại giao phong cách của chính mình đang thực sự phát huy tác dụng và được cả bạn bè quốc tế lẫn cựu thù công nhận. Điều này khiến bạn bè quốc tế kính nể, khiến cựu thù phải nể phục và khiến cho những kẻ giả dạng các bài ca lật đổ cộng sản chỉ còn biết kêu gào mà kiếm cơm qua ngày. Kính thưa quý vị, trong dòng chảy lịch sử, không phải quốc gia nào cũng đủ sức giữ vị trí trung tâm trên bàn cờ địa chính trị thế giới. Tuy nhiên,
Việt Nam, một quốc gia nhỏ bé với hình dáng chữ S kiêu hãnh, đã minh chứng sức hút kỳ lạ của mình. Dù trải qua bao thăng trầm lịch sử, Việt Nam vẫn giữ được sự kiên cường, tinh tế và khả năng làm cầu nối cho những xung đột lớn trên thế giới. Chúng ta đã từng tự hào khi chứng kiến một sự kiện lịch sử giữa hai quốc gia kỳ phùng địch thủ là Hoa Kỳ và Triều Tiên. Họ đã bắt tay nhau trên đất Việt Nam để bàn về hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Thế nhưng, câu chuyện không dừng lại ở đó. Gần đây, một dấu mốc khác đã được vạch ra khi Việt Nam tiếp tục được đề xuất là địa điểm tổ chức một cuộc gặp gỡ tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Sukho Volkov, giám đốc chương trình tại Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga, cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và ông Trump có khả năng sẽ diễn ra tại Việt Nam, với kỳ vọng kết thúc bằng một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine. Việt Nam sẽ không chỉ là địa điểm tổ chức, mà còn trở thành biểu tượng của hy vọng và đỉnh cao hợp tác toàn cầu. Điều gì đã làm nên sức hút đặc biệt này? Vì sao Việt Nam lại được chọn để gắn với những cuộc đối thoại mang tính bước ngoặt của lịch sử? Mời quý vị cùng tìm hiểu và phân tích trong video này. Theo truyền thông Việt Nam, vào ngày 15 tháng 11 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một phát biểu tại Sochi đã tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại toàn diện với Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng sáng kiến này phải xuất phát từ Washington. Theo hãng thông tấn Nga, cần có những cân nhắc cụ thể về địa điểm tổ chức. Ông Sukho Volkov nhận định thượng đỉnh Mỹ-Nga khả năng cao sẽ diễn ra tại Việt Nam và ông khẳng định chắc chắn sẽ không phải ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Mặc dù Ấn Độ cũng là một ứng cử viên tiềm năng, nhưng Việt Nam hoặc một quốc gia châu Phi như Ai Cập, Nam Phi hoặc Brazil vẫn được đánh giá cao hơn. Nguyên nhân chính là vì ông Trump và ông Putin từng gặp gỡ tại Việt Nam khi tham dự hội nghị cấp cao APEC 2017 ở thành phố Đà Nẵng. Theo báo chí, trong lễ đón chính thức của hội nghị, ông Trump đã chủ động tiến đến bắt tay, trò chuyện và đứng cạnh Tổng thống Putin trên bục chụp ảnh, ghi lại những hình ảnh đáng nhớ. Một năm sau, vào năm 2018, thủ đô Hà Nội đã đăng cai hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, chung dịp kỷ niệm 20 năm thủ đô Việt Nam được UNESCO vinh danh là thành phố hòa bình. Tại Việt Nam, công chúng đã chứng kiến hình ảnh ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dạo bộ trò chuyện trong khu vườn của khách sạn Metropole. Theo thông tấn xã Việt Nam, các chuyên gia nhận định rằng sở dĩ Mỹ và Triều Tiên chọn Việt Nam làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai là vì đất nước hình chữ S này được xem như một biểu tượng của tiến trình bước qua chiến tranh, khép lại quá khứ, mở cửa hội nhập và phát triển. Trong quá trình này, nhiều quốc gia cũng muốn tranh giành vị trí đăng cai hội nghị, trong đó có Thụy Sĩ. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ và ông Nicolas Pidomovita của Nga đều khẳng định Thụy Sĩ sẵn sàng đăng cai. Tuy nhiên, một tờ báo Nga chỉ ra rằng vẫn có những hoài nghi về sự trung lập của Thụy Sĩ do nước này ủng hộ các lệnh trừng phạt Nga và hợp tác với NATO. Bên cạnh đó, ông Sukho Volkov cũng loại trừ khả năng hội nghị được tổ chức tại Hungary do nước này là thành viên của Liên minh châu Âu. Các chuyên gia về Mỹ như ông Igor Senetny lưu ý rằng cần thực hiện công tác chuẩn bị đáng kể ở cấp cơ quan chính sách đối ngoại trước khi một hội nghị thượng đỉnh cấp tổng thống có thể diễn ra. Ông nhấn mạnh rằng khi lựa chọn quốc gia đăng cai, vấn đề an ninh phải được ưu tiên hàng đầu, bởi không phải quốc gia nào cũng đủ năng lực tổ chức một sự kiện quan trọng mà vẫn đảm bảo ngăn chặn mọi nguy cơ về an ninh. Vâng, như vậy có thể thấy, dù có nhiều quốc gia nằm trong danh sách lựa chọn, các chuyên gia Nga khẳng định Việt Nam là quốc gia có khả năng cao hơn nhờ tính trung lập, danh hiệu là đất nước hòa bình và thành công từ lần tổ chức hội nghị Mỹ Triều trước đó. Có thể nói rằng, khi thế giới đứng trước những vấn đề đàm phán hòa bình khó khăn nhất, Việt Nam luôn nổi lên như một lựa chọn hàng đầu. Điều này không chỉ là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả một quá trình dài xây dựng uy tín quốc tế. Với lịch sử đau thương nhưng đầy tự hào, Việt Nam không chỉ là biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập, mà còn là bài học về khả năng vượt qua xung đột để đạt được hòa bình. Chính tinh thần ấy đã làm nên sự khác biệt, giúp Việt Nam trở thành điểm đến đáng tin cậy cho các cuộc đối thoại quan trọng của thế giới. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội chính là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng ấy của Việt Nam. Trong vai trò là cầu nối, hai nhà lãnh đạo Donald Trump và ông Kim Jong-un từng là biểu tượng của sự đối đầu căng thẳng, đã chọn Việt Nam làm nơi thể hiện thiện chí vì hòa bình. Hình ảnh những cái bắt tay lịch sử tại Hà Nội không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng thế giới, mà còn khẳng định rằng Việt Nam có thể làm nên điều kỳ diệu, biến những chia rẽ sâu sắc thành cơ hội đối thoại. Việc các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cân nhắc chọn Việt Nam cho cuộc gặp tiếp theo sẽ là sự tiếp nối xứng đáng cho những thành công trước đó. Trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn đang leo thang, một địa điểm có tính trung lập cao như Việt Nam là lựa chọn lý tưởng để mở ra hy vọng hòa bình. Việt Nam không chỉ là một quốc gia trung gian mà còn là biểu tượng của sự cân bằng, không thiên vị và đặt lợi ích toàn cầu lên trên hết. Sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam còn xuất phát từ những cam kết mạnh mẽ về hòa bình và ổn định. Việt Nam đã xây dựng hình ảnh của một quốc gia sẵn sàng đóng góp vào các mục tiêu cao cả, từ việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đến thúc đẩy hợp tác đa phương trong ASEAN. Chính vì vậy, mỗi khi có vấn đề khó khăn cần giải quyết, Việt Nam luôn được xem là nơi phù hợp nhất để khởi đầu các cuộc đối thoại. Những nhà hoạch định chính sách trên thế giới nhận thấy rằng
để tiến gần hơn đến hòa bình, cần có một nơi mà sự trung thực, lòng tin và thiện chí hòa giải được đặt lên hàng đầu. Việt Nam chính là nơi đó. Nghe ngủ, đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Việt Nam, mà còn là minh chứng cho con đường đúng đắn mà đất nước đang theo đuổi. Việt Nam là một hiện tượng độc đáo trên trường quốc tế, một quốc gia hiếm hoi duy trì được mối quan hệ hài hòa với những đối tác mang trong mình sự đối đầu gay gắt là Nga, Triều Tiên, Cuba, những quốc gia từng hoặc đang là kẻ thù không đội trời chung với Mỹ, lại được Việt Nam coi như những người anh em không thể bàn cãi. Không một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào có thể làm được điều mà Việt Nam đang thực hiện. Trong khi Mỹ xem Nga, Triều Tiên và Cuba là các đối thủ lớn trên bàn cờ địa chính trị, Việt Nam lại trở thành điểm chung, nơi mà những quốc gia này tìm thấy sự đồng cảm và cơ hội đối thoại. Quan hệ với Nga không chỉ là di sản lịch sử, mà còn là sự hợp tác sâu sắc về kinh tế, quốc phòng và văn hóa. Đối với Cuba, Việt Nam là người bạn đồng hành chí cốt, biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Với Triều Tiên, hình ảnh Việt Nam, một quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển, nhưng vẫn giữ được sự độc lập, hòa bình, là một nguồn cảm hứng rất quan trọng. Trong một thế giới phân cực, Việt Nam không chọn phe mà xây dựng mối quan hệ dựa trên lợi ích song phương và hòa bình toàn cầu. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, mặc dù có những bất đồng về lãnh thổ trên Biển Đông, nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc cộng đồng chung chia sẻ tương lai, phản ánh tinh thần hợp tác lâu dài. Với Triều Tiên, bóng dáng của xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ hai nước không chỉ là ký ức mà còn là cầu nối về tư tưởng và sự tương đồng chính trị. Như câu nói, nước Việt nhỏ mà không yếu, Việt Nam đã chứng minh rằng sự kiên định trong nguyên tắc hòa bình, dân tộc và độc lập là con đường đúng đắn nhất. Mỗi mối quan hệ quốc tế mà Việt Nam xây dựng đều phản ánh tinh thần hòa hợp, khả năng gắn kết các quốc gia dù có những khác biệt sâu sắc. Trong thế giới hiện nay, khi trật tự đơn cực dần nhường chỗ cho sự nổi lên của một thế giới đa cực, Việt Nam đã tự khẳng định mình như một tâm điểm quan trọng, nơi mà những cường quốc lớn nhất đều coi trọng và tìm kiếm quan hệ hợp tác. Trong những anh lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản, vốn là những đối thủ cạnh tranh gay gắt trên bàn cờ địa chính trị, nhưng lại đồng thời trở thành những đối tác lớn nhất của Việt Nam. Đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là kết quả của một đường lối lãnh đạo sáng suốt, kiên định và đầy bản lĩnh của Đảng và nhà nước ta. Chẳng vậy mà Tổng thống Putin đã ca ngợi Việt Nam vì lập trường cân bằng trong cuộc khủng hoảng Ukraine và nhấn mạnh mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và an ninh. Quan điểm lập trường của Việt Nam về vấn đề xung đột Nga-Ukraine là rất khách quan và rõ ràng. Đó là Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Ngay từ khi xung đột diễn ra, vào ngày 12 tháng 10 năm 2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới không công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine thông qua trưng cầu dân ý. Nghị quyết nhận được 143-193 phiếu ủng hộ, có 5 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết, bao gồm Nga, và 35 nước bỏ phiếu trắng. Sau khi nghị quyết được thông qua, một số diễn đàn Internet, mạng xã hội và một số cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đã cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc cho rằng quan điểm của Việt Nam là chung chung, không rõ ràng, tránh đối đầu. Họ còn cho rằng Việt Nam đã không đi theo số đông, một lần nữa cố tình tìm cách lựa chọn quan điểm trung lập đối với xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, lập trường của Việt Nam không chỉ thể hiện sự trung lập mà còn là cách tiếp cận mang tính nguyên tắc, thể hiện sự đóng góp vì hòa bình, bảo vệ lợi ích chung của toàn cầu. Quan điểm của Việt Nam về xung đột Nga-Ukraine đã được nhìn nhận rõ ràng hơn qua những bước tiến cụ thể. Xuất phát từ lịch sử, Việt Nam từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh để giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Việt Nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình và kiên quyết phản đối mọi hành vi đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nhằm xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Việt Nam tiếp tục kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, Việt Nam kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán nhằm tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở triệt để tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như tính tới lợi ích chính đáng của các bên liên quan để đạt được hòa bình, ổn định cho khu vực và thế giới. Mới đây, trong chuyến gặp gỡ tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Ukraine Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Tổng thống Zelensky bày tỏ đánh giá cao lập trường của Việt Nam, đồng thời cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Ông cũng mong muốn Việt Nam ủng hộ tuyên bố hội nghị hòa bình lần thứ nhất tại Thụy Sĩ, đồng thời hỗ trợ Ukraine trong việc giải phá bom mìn và khắc phục hậu quả xung đột. Như vậy, dù cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra căng thẳng, Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến lý tưởng và an toàn cho các cuộc đối thoại hòa bình. Tính trung lập không đồng nghĩa với sự thờ ơ hay đứng ngoài các vấn đề quốc tế, mà đó là sự khéo léo trong việc duy trì quan hệ tốt đẹp với các bên, bất kể sự đối đầu hay khác biệt. Sự lựa chọn Việt Nam làm địa điểm cho các cuộc họp thượng đỉnh hay hội nghị quốc tế, kể cả với các quốc gia đối đầu, không phải là ngẫu nhiên. Đây là thành quả từ một quá trình dài xây dựng uy tín qua sự ổn định về chính trị, môi trường an toàn và chính sách ngoại giao minh bạch. Trong một thế giới đầy biến động, việc lựa chọn Việt Nam làm nơi đối thoại thể hiện sự tin tưởng vào khả năng giữ vững an ninh và đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên tham gia mà không lo ngại về sự thiên vị. Điều đáng tự hào là Việt Nam không chỉ là một quốc gia trung lập,
mà còn là biểu tượng cho ý chí và bản lĩnh của một đất nước nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ. Việc đứng ở vị trí trung tâm trong các vấn đề quốc tế quan trọng đã thể hiện tầm vóc mà Việt Nam đạt được, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Từ những thành công trong việc tổ chức các hội nghị lớn như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ chiều năm 2019, có thể thấy Việt Nam là một đất nước an toàn. Chiều ngày 16 tháng 11 năm 2024, một tổ chức quốc tế về đào tạo và ngoại giao đã công bố danh sách 10 điểm đến an toàn nhất châu Á. Trong đó có Việt Nam. Danh sách này dựa trên 3 tiêu chí: tỷ lệ tội phạm thấp, tình hình chính trị ổn định và môi trường sống an toàn. Sự an toàn này tạo điều kiện cho các nguyên thủ quốc gia khi đến Việt Nam có thể tham gia các hoạt động thường nhật một cách thoải mái và gần gũi. Chẳng hạn, trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, ông Obama đã thưởng thức bún chả tại một quán ăn bình dân ở Hà Nội. Tương tự, trong chuyến thăm Việt Nam, các nhà lãnh đạo quốc tế đã tham gia đi dạo buổi sáng, hòa mình vào nhịp sống thường ngày. Những hoạt động này chứng minh rằng các lãnh đạo quốc tế cảm thấy an tâm và thoải mái khi trải nghiệm cuộc sống đường phố tại Việt Nam, đặc biệt là các nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Mỹ hay Triều Tiên, vốn thường phải đối mặt với nguy cơ an ninh cao. Việc họ có thể tự do dạo bộ hay thưởng thức ẩm thực đường phố tại Việt Nam chính là minh chứng cho môi trường an ninh đáng tin cậy của quốc gia. Do đó, nếu hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ được tổ chức tại Việt Nam, đây sẽ là điểm đến an toàn và đáng tin cậy nhất cho hai quốc gia đối thủ này. Đặc biệt, nếu cuộc gặp gỡ này giúp đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh đầy đau thương giữa Nga và Ukraine, thì đây sẽ là một cột mốc lịch sử, không chỉ đối với thế giới mà còn đối với vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều này sẽ khẳng định rằng, trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam không chỉ là một điểm đến an toàn mà còn là biểu tượng của hòa bình, nơi các xung đột tưởng chừng không thể hóa giải có thể tìm được lối thoát. Nếu hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra tại Việt Nam, đặc biệt là với khả năng chấm dứt chiến tranh, thì cả hai cường quốc này lẫn Việt Nam đều sẽ nhận được những lợi ích lớn. Việc tổ chức thành công một hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử như vậy sẽ góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế, với nhiều lo ngại rằng nó có thể lan rộng, kéo theo sự đối đầu trên toàn châu Âu và thậm chí toàn cầu, dẫn đến nguy cơ bùng phát thế chiến thứ ba. Các chuyên gia và nhà lãnh đạo thế giới đã nhiều lần cảnh báo về khả năng leo thang của cuộc xung đột này. Cựu thủ tướng Pháp Manuel Valls cho rằng không thể loại trừ khả năng xung đột Ukraine có thể leo thang thành thế chiến thứ ba. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã cảnh báo rằng xung đột ở Ukraine có thể leo thang thành thế chiến thứ ba, đồng thời kêu gọi các quốc gia, từ Đức đến Mỹ, tiếp tục ủng hộ Kiev. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo rằng việc NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine khiến nguy cơ thế chiến thứ ba đến gần hơn. Những cảnh báo này phản ánh một mối lo ngại sâu sắc về khả năng xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát, kéo theo sự tham gia của nhiều quốc gia và dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn cầu mới. Do đó, việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và đối thoại giữa các bên liên quan là vô cùng cấp thiết để ngăn chặn nguy cơ này. Một điểm đến trung lập với môi trường chính trị ổn định và khả năng trung gian hòa giải hiệu quả là điều cần thiết trong bối cảnh này. Việt Nam, với vai trò là một quốc gia đáng tin cậy, có hệ thống an ninh chặt chẽ và sự ổn định về chính trị, đã chứng minh mình là một địa điểm phù hợp cho các nỗ lực hòa bình. Việt Nam có thể được công nhận như một quốc gia đã đóng góp tích cực vào hòa bình thế giới, củng cố vai trò là một đối tác quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Sự kiện này không chỉ giúp Việt Nam thắt chặt quan hệ ngoại giao với Nga và Mỹ, mà còn mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia khác. Thành công của một hội nghị tầm cỡ sẽ tạo ra cơ hội cho Việt Nam mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến quốc phòng và giáo dục. Đồng thời, các quốc gia khác sẽ xem Việt Nam như một cầu nối chiến lược trong các vấn đề quốc tế. Nếu một hội nghị quốc tế quan trọng như vậy được tổ chức tại Việt Nam, sự kiện này sẽ thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông toàn cầu, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực về hình ảnh một đất nước Việt Nam an toàn, ổn định và phát triển. Điều này sẽ giúp thu hút thêm vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, bởi các tập đoàn lớn trên thế giới luôn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu khi lựa chọn điểm đến đầu tư. Các nhà đầu tư cần một môi trường ổn định để bảo vệ nguồn vốn, tài sản và lợi ích dài hạn, cũng như đảm bảo điều kiện thuận lợi để kinh doanh và phát triển. Như câu nói, đất lành thì chim đậu, các tập đoàn lớn luôn tìm kiếm những nơi ổn định để xây dựng nền móng phát triển. Với hơn 70% dân số trong độ tuổi lao động và tỷ lệ dân số trẻ cao, Việt Nam đang sở hữu một cơ cấu dân số lý tưởng cho sự phát triển kinh tế. Lực lượng lao động trẻ không chỉ mang lại nguồn nhân lực dồi dào mà còn đảm bảo khả năng tiếp cận nhanh chóng với công nghệ mới, đổi mới sáng tạo và thích nghi tốt với những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, sự kiện này cũng sẽ góp phần quảng bá vẻ đẹp và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, kích thích ngành du lịch phát triển mạnh mẽ. Thành công của hội nghị sẽ giúp Việt Nam củng cố vai trò trong các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, VV. Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để tham gia vào việc định hình các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu, từ biến đổi khí hậu, hòa bình và an ninh khu vực đến các chính sách kinh tế và thương mại. Đồng thời, khi tổ chức thành công một sự kiện quan trọng như vậy, niềm tự hào dân tộc sẽ được khơi dậy và niềm tin của người dân vào chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta sẽ được củng cố. Điều này cũng là minh chứng cho tinh thần tự lực, tự cường và khả năng của Việt Nam trong việc đóng góp cho hòa bình và hợp tác quốc tế. Nếu Việt Nam được lựa chọn làm nơi tổ chức, hình ảnh đất nước sẽ gắn liền với các giá trị hòa bình, thiện chí và hợp tác.
Đây là một tài sản vô hình nhưng vô cùng quan trọng, giúp Việt Nam gia tăng sức ảnh hưởng mềm trong cộng đồng quốc tế và mở ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác đa phương. Tóm lại, hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ nếu diễn ra và thành công tại Việt Nam sẽ không chỉ là một sự kiện mang tính biểu tượng mà còn mang lại những lợi ích thực tiễn to lớn cho đất nước. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò của mình, thúc đẩy phát triển kinh tế và ngoại giao, đồng thời xây dựng hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện và đáng tin cậy trên trường quốc tế. Và đây sẽ là bước ngoặt khẳng định rằng Việt Nam không chỉ là nơi đến mà còn là nơi khởi đầu cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. Vừa qua, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là một sự kiện quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội, chuyên gia, học giả đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế. Là một quốc gia có trách nhiệm với khu vực cũng như quốc tế, mỗi năm Việt Nam đều cử đoàn tham gia diễn đàn này. Và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể 1 với chủ đề hợp tác an ninh và sự phồn vinh ổn định của khu vực châu Á, Thái Bình Dương trước đại diện của nhiều quốc gia trên thế giới và ngay tại Trung Quốc. Tướng Giang một lần nữa khẳng định sự độc lập, tự chủ và yêu hòa bình của Việt Nam. Ông cũng khẳng định rõ ràng rằng Việt Nam luôn kiên định với chính sách quốc phòng 4.0 của mình và mong muốn vấn đề Biển Đông sớm được giải quyết theo đúng luật pháp quốc tế. Điều này không khác gì yêu cầu Trung Quốc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước trong khu vực. Hơn nữa, lần này là ngay tại một diễn đàn lớn do Trung Quốc đứng ra tổ chức. Bài phát biểu của Tướng Giang đã khiến cho nhiều kênh truyền thông quốc tế phải chú ý và ngả mũ thán phục trước Việt Nam. Vậy cụ thể, ông đã nói những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Tại sự kiện khai mạc, đại diện của Trung Quốc là Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đã nhấn mạnh chủ đề của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11, thể hiện quyết tâm của Trung Quốc mong muốn cùng các quốc gia khác chia sẻ và tìm giải pháp nhằm đạt được hòa bình và phát triển, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình. Thượng tướng Đổng Quân cho rằng, các nước đều có bổn phận và trách nhiệm chung trong việc đảm bảo an ninh và các cường quốc cần hợp tác với các nước khác để đóng góp cho các vấn đề khu vực và quốc tế. Các xung đột cần được giải quyết bằng đối thoại, thông qua việc xây dựng đồng thuận, theo đuổi hòa đàm và nâng cao trách nhiệm vì hòa bình ổn định. Và như để hồi đáp lại những vấn đề mà Trung Quốc đã đặt ra, Đại tướng Phan Văn Giang của Việt Nam sau đó đã có bài phát biểu khẳng định lập trường của Việt Nam rất rõ ràng rằng khu vực châu Á, Thái Bình Dương đã thực sự trở thành một trung tâm phát triển của thế giới, ngày càng thu sự quan tâm của các nước ngoài khu vực. Tuy nhiên, tại khu vực hiện còn các điểm nóng phức tạp có thể trở thành nguồn cơn dẫn đến xung đột. Do đó, để hiện thực hóa mong muốn về một châu Á Thái Bình Dương phát triển phồn vinh và ổn định, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng cần có sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và hợp tác phát triển giữa các nước, trong đó hợp tác an ninh đóng vai trò quan trọng. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định rằng là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc tế, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và phát triển. Việt Nam đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam cũng kiên định chính sách quốc phòng 4.0, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, luôn chân thành, thủy chung, trân trọng giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị với các nước và các đối tác. Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ rằng, cũng như nhiều nơi trên thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn còn tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là trên biển. Việt Nam kiên trì giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế và khu vực quyền đồng, hùng vừa việc thất cam lý giảng hiểm đoàn, hướng quyền một sử của các bền ở Biển Đốc, ủng huynh vọng, ủng quyền, cuốn sử của các mẹn, nghĩ ngoài, khoan vọng. Với sức hút của một khu vực giàu tiềm năng và phát triển năng động, châu Á-Thái Bình Dương đang chứng kiến sự gia tăng hiện diện của các nước ngoài khu vực. Trước thực tế đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định rằng Việt Nam ủng hộ sự hiện diện của các nước tại khu vực vì mục đích hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, luôn mong muốn các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế và các cam kết khu vực để đóng góp tích cực cho sự phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động gây căng thẳng, phức tạp cản trở sự thịnh vượng, phồn vinh và ổn định của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới. Ngoài ra, Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng nêu rõ các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, thiên tai, dịch bệnh, an ninh nguồn nước, an ninh mạng hiện cũng là thách thức lớn với mỗi quốc gia, khu vực và thế giới, rất cần đến sự thiện chí hợp tác, cùng chung tay ứng phó. Việt Nam luôn chia sẻ với các nước và cộng đồng quốc tế, luôn nỗ lực cao nhất có thể, sẵn sàng chung tay ứng phó với các thảm họa an ninh phi truyền thống. Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại diễn đàn, để có thể hợp tác thực chất và hiệu quả trong giải quyết các thách thức an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng các quốc gia cần phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc, giải quyết của các dân tộc bất đồng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật không hỗn loạn, cam kết quốc tế, hội nghị sự, trong hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh,
các nước lớn có vai trò rất quan trọng, cần được phát huy đầy đủ trách nhiệm và hiệu quả trên thực tế. Để kết thúc bài phát biểu của mình, tướng Giang cũng tranh thủ giới thiệu và gửi lời mời các nước tới triển lãm quốc phòng quốc tế do Việt Nam tổ chức. Theo đó, vào tháng 12 năm 2024, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm quốc tế lần thứ hai nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn các nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tiếp tục ủng hộ và tham dự triển lãm. Bài phát biểu mang tính thời sự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11. Nhiều kênh truyền thông lớn nhỏ trên thế giới sau đó cũng đã trích lại những câu nói của ông để đưa tin. Mọi người đều rất đồng tình và kính nể trước lập trường nhất quán, trước sau như một của Việt Nam. Sự kiện diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần này diễn ra trong bối cảnh cục diện Biển Đông đang vô cùng căng thẳng. Trung Quốc và Philippines liên tục có các va chạm tàu, khiến cho tình hình khu vực nóng hơn bao giờ hết. Việt Nam và Trung Quốc tuy gần đây không có va chạm trực tiếp, nhưng trên mặt trận ngoại giao thì vẫn đấu tranh không ngừng. Trung Quốc tuyên bố phát hiện mỏ dầu mới được cho là nằm gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức tập trận cùng Philippines và Bộ Quốc phòng ta đã ký ý định thư chung với Bộ Quốc phòng Philippines. Điều này khiến truyền thông Trung Quốc cho rằng chúng ta đang tìm đồng minh để chống lại họ. Tuy nhiên, hành động sau đó của Việt Nam là cho 3 tàu chiến của Trung Quốc cập cảng Cam Ranh để giao lưu quân sự và cử đoàn tới Trung Quốc dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11. Điều này tưởng là mâu thuẫn nhưng thực tế lại thể hiện rõ ràng lập trường của Việt Nam, đúng như những gì mà Đại tướng Phan Văn Giang đã phát biểu. Đó là Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng 4-0 nhất quán, không liên kết với nước này chống lại nước kia, chân thành, thủy chung, trân trọng gìn giữ và phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị với các nước và các đối tác. Việc Việt Nam bắt tay với Philippines cũng là nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, giống như việc Việt Nam giao lưu quân sự với tàu chiến Trung Quốc mới đây. Việt Nam vẫn phản đối các yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông và luôn hướng tới việc giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế. Đây là lời khẳng định của giới lãnh đạo Việt Nam từ trước đến nay, và một lần nữa Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhắc lại điều này trước toàn thế giới ngay tại Trung Quốc. Chắc chắn lần này, lãnh đạo nước bạn sẽ nghe rõ từng chữ một, không để rơi ra ngoài. Các tuyên bố nhất quán của Việt Nam đã và đang tiếp tục được khẳng định bên cạnh các hành động pháp lý vững chắc, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật quốc tế, không để bất cứ bên nào, bao gồm cả Trung Quốc, có quyền lấn át trong quan hệ song phương và đa phương trên trường quốc tế. Với vị thế ngày càng lớn trên diễn đàn quốc tế, Việt Nam tiếp tục chính sách đối ngoại nhất quán, không thiên về bất cứ bên nào, lựa chọn thượng tôn pháp luật làm kim chỉ nam để khẳng định và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bằng sự kiên định đó, từng bước một, Việt Nam sẽ ngày càng củng cố năng lực pháp lý để tiếp tục tiến lên phía trước trong cuộc chiến pháp lý đang ngày càng cam go ở Biển Đông. Trước sự ngang ngược của Trung Quốc, tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng hơn. Gần đây, tàu Trung Quốc còn tấn công, hành hung ngư dân của ta ở gần quần đảo Hoàng Sa Tây Châu. Hành vi thô bạo, trái với luật pháp quốc tế của họ đã bị phía Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc điều tra, thông báo kết quả và không để tái diễn hành vi tương tự trong tương lai. Có thể thấy, mức độ bạo lực của Trung Quốc ngày càng gia tăng trên vùng Biển Đông. Điều này buộc chúng ta phải có những hành động đáp trả phù hợp, không để Trung Quốc lấn lướt. Nếu chúng ta bỏ qua những sự việc tương tự như thế này, ngư dân sẽ lo sợ và không dám đánh bắt ở những vùng biển đang có tranh chấp, khiến việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam có nguy cơ bị lung lay. Mới đây nhất, nhân hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu ngắn về tình hình Biển Đông trước lãnh đạo các nước Đông Nam Á. Đây là cú tát trực tiếp vào Trung Quốc, yêu cầu họ tôn trọng chủ quyền của các bên liên quan và cũng là lời kêu gọi các nước ASEAN đoàn kết, củng cố lập trường chung trên vùng Biển Đông. Mới đây, hội nghị cấp cao ASEAN đã được tổ chức tại Lào với chủ đề thúc đẩy kết nối và tự cường. Các nhà lãnh đạo khu vực không ngại tránh những vấn đề nhạy cảm như khủng hoảng Myanmar và tranh chấp Biển Đông trong các cuộc họp chung. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với lãnh đạo các nước ASEAN và Timor-Leste tham dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng chia sẻ nhận định và đánh giá về tình hình thế giới, nhấn mạnh rằng dù hòa bình là xu hướng lớn, nhưng xung đột và chiến tranh cục bộ vẫn tiếp diễn, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, tăng chi phí nguyên liệu, năng lượng và vận tải. Thủ tướng cho rằng ASEAN cần đoàn kết, phát huy tiếng nói chung, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, xung đột và tìm kiếm các giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh ASEAN cần chủ động hơn trong việc nắm bắt và tận dụng các thời cơ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và hợp tác tiềm năng mới. Về tình hình Biển Đông, Thủ tướng lưu ý rằng tranh chấp chủ quyền biển đảo phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Thủ tướng cũng đề nghị các bên tôn trọng lợi ích và quyền chủ quyền của các nước có liên quan, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Đây là tuyến giao thông vận tải quan trọng hàng đầu, chiếm 60% lưu lượng hàng hóa toàn cầu và tác động lớn đến các nước trong khu vực. Thủ tướng đề nghị các nước thành viên ASEAN cùng đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm và lập trường chung về Biển Đông. Đối với vấn đề Myanmar, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Lào năm 2024 và các chủ tịch luân phiên tiền nhiệm trong việc hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp trên cơ sở đồng thuận 5 điểm.
dù hiệu quả triển khai đến nay còn hạn chế. Thực tế này đòi hỏi ASEAN cần có cách tiếp cận mới, tán thành với nhiều giải pháp các nước đưa ra. Thủ tướng khẳng định rằng giải pháp cho Myanmar phải do nhân dân Myanmar quyết định, đồng thời bày tỏ mong muốn các bên liên quan tại Myanmar đối thoại, đàm phán để chấm dứt xung đột, không để ảnh hưởng đến người dân cũng như gây ra các hệ lụy về an ninh đối với khu vực, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia và lừa đảo trực tuyến. Thủ tướng đề nghị các bên liên quan tại Myanmar cần cùng nhau tìm kiếm giải pháp. ASEAN cần phát huy vai trò làm cầu nối, tạo điều kiện cho các bên đối thoại, đàm phán. Trong các nỗ lực này, ASEAN cần củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm. Những giá trị đã làm nên thành công và uy tín của ASEAN giúp ASEAN vượt qua khó khăn, trở thành tâm điểm của hòa bình và hợp tác. Cũng tại phiên họp, các nước đánh giá rằng những chuyển động sâu rộng trong môi trường an ninh quốc tế và khu vực đang đặt ra cho ASEAN nhiều cơ hội và thách thức đan xen, từ căng thẳng địa chính trị, xung đột, bất ổn bùng phát ở nhiều nơi, đến các rủi ro kinh tế thường trực, cùng với nhiều thách thức khác ngày càng gay gắt như biến đổi khí hậu, thiên tai và an ninh mạng. Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, các nước nhất trí củng cố lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Đó là toàn bộ bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng sự ủng hộ của lãnh đạo các nước ASEAN tại hội nghị. Có thể thấy, lãnh đạo Việt Nam không ngần ngại đề cập đến chủ đề nhạy cảm là tranh chấp ở Biển Đông và phản đối những hành động bạo lực. Thay vào đó, các bên phải tôn trọng chủ quyền của nhau, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Những lời của lãnh đạo Việt Nam như nhắm thẳng vào sự ngang ngược của Trung Quốc bởi hành động tấn công thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc kiểm soát tàn hủy, nghiêm ngưỡng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hay đi ngược với nhận thức tam tam mỹ kiểm soát và quản lý toàn phiên trăm biển. Cụ thể, thứ nhất, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa tam tờ. Nhà nước Việt Nam đã thực hiện chiếm hữu thực sự hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với quy định của luật quốc tế ít nhất từ thế kỷ 17. Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế không công nhận việc thụ đắc chủ quyền bằng vũ lực. Điều 2, Hiến chương Liên Hợp Quốc nêu rõ, tất cả quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào. Như vậy, việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hơn 50 năm trước không làm mất đi các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Việt Nam luôn tuyên bố khẳng định chủ quyền và các lợi ích chính đáng của mình trên lãnh thổ bị chiếm đoạt bởi vũ lực, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Thứ hai, Trung Quốc đã vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, theo Điều 301 của UNCLOS. Trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng Công ước, các quốc gia thành viên phải tránh dựa vào việc đe dọa hay sử dụng vũ lực để xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của mọi quốc gia. Ngoài ra, Điều 73 của UNCLOS cũng hàm ý không được sử dụng các hành vi hình phạt thân thể với các ngư dân, thủy thủ trên các tàu cá, tàu vận tải. Việc các tàu Trung Quốc tấn công dã man ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá bình thường trong vùng biển Việt Nam không chỉ vi phạm Công ước Luật Biển, pháp luật Việt Nam, mà còn xâm phạm quyền con người được pháp luật quốc tế bảo hộ. Thứ ba là cách hành xử thô bạo của các tàu Trung Quốc với các tàu cá của Việt Nam đã đi ngược lại với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển. Cụ thể, nhận thức chung này bao gồm việc hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông. Chính vì vậy, hai nước cần sớm có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra, không sử dụng bạo lực với tàu cá, tuân thủ đúng luật pháp quốc tế và các cam kết. Trước sự ngang ngược của Trung Quốc, Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền để các quốc gia và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, hiểu rõ những vi phạm của Trung Quốc và những hành động đúng mực của Việt Nam. Bởi vậy, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về tình hình Biển Đông tại hội nghị cấp cao ASEAN lần này chính là một nước đi đúng đắn của Việt Nam. Nếu bất kỳ nước nào, bao gồm cả Trung Quốc, vẫn đơn phương sử dụng bạo lực thì tình hình an ninh khu vực này sẽ vẫn tiếp tục căng thẳng. Nỗi lo không chỉ của người dân, doanh nghiệp của các nước ven biển mà của các quốc gia khác cũng sẽ tăng lên và kết quả là không nước nào được lợi, mà tiềm năng của Biển Đông cũng khó có thể được khai thác tốt nhất. Tại Biển Đông, ASEAN có vai trò quan trọng, do đó Việt Nam cùng với các nước ASEAN cần đoàn kết theo tinh thần đồng thuận ASEAN, thực hiện nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế, kết hợp đấu tranh chính trị, ngoại giao và pháp lý để tạo sức mạnh mềm bằng sự ủng hộ không chỉ trong khu vực ASEAN, mà trên toàn thế giới, nhằm khắc chế sức mạnh cứng mà Trung Quốc đang sử dụng.